Filza. Sandin Ramdhani. Và khoảng người rất tốt của Ramdhani đưa bóng vào. Tình huống lên bóng bất ngờ và tốc độ của cao thủ Indonesia. Và xem lại pha xử lý bên cánh trái của Sandin Ramdhani. Rất nhanh và khéo. Hết đường biên ngang. Quả phạt góc dành cho cao thủ Indonesia mà người thực hiện là Evan Dimas, một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi bên phía cao thủ Indonesia ở giải đấu năm nay. Evan Dimas, nguy hiểm, không vào. Lưới của đội tuyển U22 Thái Lan đã rung lên, tỷ số là 1-0 cho Indonesia. Bàn thắng đến từ tình huống đá phạt góc ngay ở phút thứ tư. Bàn thắng rất sớm với các cầu thủ Indonesia. Đó là pha lập công của Egi Maulana Fikri. Bóng không được đưa vào ngay mà chuyền lại phía sau trước khi lại đến chân Evan Dimas một lần nữa. Một tình huống lộn xộn trước khung thành của U22 Thái Lan. Cú đá bồi của Vikri. Fisara. Phản công cho cao thủ Indonesia. Pha phản công 4-2. Cơ hội để kết thúc số phận trận đấu này. 2-0 cho cao thủ U22 Indonesia. Và có thể coi đó là dấu chấm hết cho những nỗ lực của cao thủ Thái Lan. Thời gian còn lại không còn nhiều. Pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Usman Dohay. Và pha phản công trước đoán cực kỳ chính xác của cao thủ Indonesia. Cùng thời điểm thì trên sân Binyan, đội tuyển nữ Việt Nam đã bị đội tuyển nữ Thái Lan ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cũng ở những phút cuối cùng. Chúng ta xem lại tình huống mà Krisara để mất bóng dẫn tới pha phản công chớp nhoáng của các cầu thủ Indonesia. Tốc độ rất tốt của Ramdhani trước khi thực hiện đường chuyền ngang dọn cỗ cực kỳ thuận lợi cho Usman Dohay ghi bàn vào lưới trống. Rất hay. Goal!